đến từ Vĩnh Phúc. Năm nay mình 25 tuổi, mình đang là một ca sĩ tự do. Trước đây thì khi Nam đang còn học trong trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì từ năm 2008 Nam có tham gia một vài cuộc thi. Nam được giải ba giọng hát hay Hà Nội và lọt vào chung kết tiếng hát mùa thu. Và năm 2010 thì Nam lọt vào top 6 sau Mai Điểm Hẹn toàn quốc. Trong cái bảng thi ca sĩ chuyên nghiệp Nam thì tất cả các đối thủ Nam cũng đã biết, và mỗi một người có một cái màu riêng, mỗi một người có một cái thế mạnh riêng. Đối với cá nhân mình cũng vậy, thì mình cũng có một thế mạnh trong cái cá tính của mình. Với dòng nhạc pop thì nó có pha một chút của pop rock vào đó, nó sẽ tạo nên một cái màu khác. Và nếu như Nam được nhận giải thưởng là 300 triệu đồng thì Nam sẽ mua tặng ba 1 triệu ô tô để ba không phải đi nắng đi mưa và có thể đi xem Nam biểu diễn bất kỳ lúc nào. Và chúng ta hãy dành một tràng tay để chào đón ca sĩ Hoài Nam. Thưa quý vị, chàng trai rất tự tin khi đến với chương trình và anh mong muốn giành được giải thưởng để mua tặng cho ba mình một chiếc xe hơi. Và hôm nay anh sẽ thể hiện ca khúc Lại Gần Hôn Anh. Trước khi xa anh, đêm nay lại gần bên anh. Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với anh, lại đây bên anh. Hãy nói ta luôn yêu nhau, tim ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói em không ra đi, cho anh đừng buồn chia ly. Lại gần với trong tay nồng say sưa. Em ơi nhớ nhé, hãy có cười lên trong ta từng ngày qua bao đắng đuối. Hãy cứ như ta đang yêu nhưng duyên tình còn yên vui. Hãy tới hôn anh lần cuối đêm nay rồi thôi. Xin cảm ơn những tràng pháo tay cổ vũ của các bạn. Và giờ đây, thời gian bình chọn dành cho ban giám khảo bắt đầu. Bốn 11 điểm. Và xin mời bạn bước vào trước ghế nóng thứ ba. Thưa quý vị, và chúng